Chào các bạn đã đến với Đào tạo Thích Nga Bi Việt Nam của Đỗ Cường. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo thêm vật liệu mới trong thư viện vật liệu. Đầu tiên, mình vào một file Catalog. Để thêm định nghĩa vật liệu mới, chúng ta vào Modern Catalog. Chúng ta vào mục Steel, ví dụ chúng ta định nghĩa vật liệu mới cho tiết lộ thép. Đây chúng ta đã chọn một cái gì? Tương đương để chúng ta copy ra nhé. Đầu tiên chúng ta chọn một cái ví dụ như SM100 này. Chọn phải copy grade. Sau khi copy grade xong, chúng ta đổi tên ví dụ Q345B. Đấy, sau đó chúng ta sửa thành sửa profile density và plate density. Ví dụ khối lượng riêng của một thép là gì ạ? 7850, 7850. Chúng ta update. Chúng ta mà có tính toán nữa thì chúng ta phải sửa cả mô luân hồi này, hệ số cốt sông này, hệ số co giãn vi nhiệt này. Update. Ok. Ok. Đấy thì sau khi thay đổi xong thì ta có thể kích vào dầm này. Chúng ta tìm kiếm một cách vào dầm 3 chấm này, chúng ta tìm kiếm Q sao này. Đấy, ta có mục đấy, Q235 này, khi vào nhau. Đấy là cái chúng ta đã định nghĩa. Đấy, thì vừa xong, mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo thêm thư viện vật liệu mới. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.